Qua một cơn đau đầu, chú lùn 1m46 bị mù hai mắt, hóa thánh gióng cao 2m, sống trong bóng tối mặc cảm. Ít ai ngờ được trước khi trở thành một người khổng lồ 2m cao to nhất Sài Gòn, thì người đàn ông đầy nghị lực này lại là một người tí hon, bị bạn bè trêu chọc là bé lùn. Hình ảnh về người đàn ông cao to vạm vỡ cùng chiều cao 2m này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Câu chuyện về hành trình lột xác và nghị lực sống phi thường của chú khiến ai cũng phải rơi nước mắt, cảm động và khâm phục. Người chia sẻ câu chuyện này cho biết, từ nhỏ cơ thể của chú Thanh Tôn Trọng Thành, 54 tuổi, đã bé bỏng và bất thường so với bạn bè. Năm 18 tuổi vào đại học, chiều cao của chú cũng chỉ có 1m46, thường bị trêu chọc là bé lùn. Người này cũng chia sẻ về hành trình lột xác đầy nước mắt và lo sợ của chú Thành. Sau những cơn đau đầu kinh khủng kéo dài, chú Thành đi khám thì phát hiện ra mình có một khối u chèn ép tuyến yên, buộc phải bước vào ca phẫu thuật nhiều rủi ro. Sau khi mổ thì đôi mắt của chú không may bị mù. Không những thế, cơ thể của chú bắt đầu bỗng cao to bất thường, vọt lên gần 2 mét. Trước cú sốc này, người đàn ông ấy gần như suy sụp, thậm chí muốn tìm đến cái chết. Nhưng nhờ sự giác ngộ của Phật Pháp, chú đã vực mình dậy, sống lạc quan cho đến ngày hôm nay. Dù sức khỏe vẫn đang rất yếu và phải thuốc men và tái khám mỗi ngày, chú Thành vẫn cố gắng sống thật ý nghĩa cho dù Thành mang bệnh tật và gia cảnh khó khăn. Cũng theo chia sẻ của người đăng bài, chú sống cùng với ba mẹ già đã 88 tuổi. Ba chú còn bị tai biến nằm một chỗ, gia đình sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Chú còn khoe lúc trẻ chú học rất giỏi các môn tự nhiên, giỏi sửa chữa lắp ráp kỹ thuật, rồi chú đọc thơ, hát nhạc tự sáng tác cho mình nghe nữa. Rất nể phục tinh thần sống của chú. Câu chuyện sau khi chia sẻ đã lấy đi nước mắt của rất nhiều cộng đồng mạng. Ai nấy đều thương cảm cho hoàn cảnh đời lạnh đạnh và xúc động cảm phục trước nghị lực sống của người đàn ông này. Sập tường 10 người chết ở Đồng Nai, khoảnh khắc hãi hùng của nạn nhân. Nằm dưới đống đất đá, chị Linh quay sang thấy chồng mình bị cột nhôm đè, đầu đầy máu, người không còn động đậy, chị xỉu luôn vì tưởng anh đã chết. Nhớ lại thời điểm bức tường trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Tràng Bom, Đồng Nai đổ sập xuống vào chiều ngày 14 tháng 5, anh Võ Văn Bắc, 45 tuổi, quê An Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả đời anh chắc sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hãi hùng khiến 10 người thiệt mạng đó. Lúc đó tôi đang lòm khom làm việc dưới hầm, thì có cảm giác một cơn gió thoảng qua, cuốn cho trời tối hù. Xong rồi tự nhiên nghe tiếng ầm một cái, ngó lên không thấy vợ với mấy chị em làm trên giàn giáo đâu, anh kể. Công nhân cùng với các đồng nghiệp dưới hầm vội nhảy lên mặt đất, bắt lạch từng mặn tìm vợ, chị gái, nhưng không thấy đâu. Mãi sau anh thấy cánh tay của vợ giơ lên, rồi thả xuống, liền chạy đến đưa vợ ra khỏi đống đổ nát. Lúc đó vợ tôi có vẻ hơi tỉnh, nên tôi chạy vào trong tìm chị gái. May quá chị tôi cũng còn tỉnh. Tôi cùng mấy người nữa đưa vợ và chị đến bệnh viện cấp cứu, nam công nhân kể lại. Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Rốt vợ anh Bắc không thể cử động vì một bên hông quá đau. Dù chị bị thương phần mềm, nhưng các bác sĩ sợ nguy hiểm nên dự tính sẽ chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ nói tôi bị nứt xương sống, ngã xuống người ta bị nạn chết hết trơn, mà mình vậy là khỏe và may mắn lắm rồi, chị Rốt nói. Chị Rốt cho biết vào thời điểm chị vào ca là lúc 13 giờ chiều, làm phụ hồ trên giàn giáo cùng với một số chị em khác. Hơn một tiếng sau, bỗng có một cơn gió bay qua, rồi có tiếng hét, tường sập. Chị không biết điều gì diễn ra sau đó, chỉ nhớ là mình đổ sụp xuống theo giàn giáo. Cũng được đưa từ hiện trường sự cố kể trên đến bệnh viện, chị Trương Thị Lan Thanh mãi vẫn chưa tin mình đã may mắn thoát chết. Tôi hên lắm rồi, mấy người làm gần chết hết trơn, mình vẫn còn sống. Trên giàn giáo đông lắm. Tôi trộn hồ, rồi đổ cho thờ. Lúc đó tôi đang đứng cỡ chừng 3 cái giàn giáo, khoảng 5 mét. Tôi đứng trên cao, kế vách tường nên còn sống. Chứ mấy người ngồi ngoài, tường đổ ập xuống là chết hết, chị Thành kể lại. Nữ công nhân cho biết, tại công trình thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió thổi qua, mọi người đều đã quen. Do đó chị bàng hoàng khi thấy sau cơn gió hồi chiều, tai ương khủng khiếp đã xảy ra khiến cho 10 mạng người mất đi một cách oan uổng. Trước thời khắc kinh hoàng, anh Phạm Thanh Phú, 44 tuổi, quê Vĩnh Long, cùng với vợ là chị Lê Thị Tuyết Linh, 42 tuổi, cũng đang đứng trên giàn giáo để tô tường. Sau khi cơn gió thổi qua, anh và mọi người đều không có cảm giác là bức tường sẽ sập. Tuy nhiên, chỉ mấy phút sau, tường bỗng nghiêng rồi đổ xuống. Hai vợ chồng tôi rơi từ độ cao 5 mét xuống đất. Lúc rơi xuống xong là tôi bất tỉnh, vào đến bệnh viện thì không biết gì nữa, anh Phú kể. Trong khi đó, thì chị Linh cho biết trước lúc bức tường đổ thì chị đang ngồi nghỉ mệt trên giàn giáo. Qua mấy phút tường sập xuống, chị mơ màng nhận ra mình bị đá đè.
và vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình bị nhẹ hơn những người khác. Tôi nghe tiếng mọi người hét ầm ĩ, quay qua thấy chồng mình bị cột nhôm đè, đầu bê bết máu, người không còn động đậy. Tôi tưởng chồng đã chết nên xỉu luôn. Chị Linh nhớ lại. Đôi vợ chồng này có 3 người con, con lớn 19 tuổi đi làm thuê ở Bình Dương, hai con nhỏ chỉ mới 9 tuổi và 6 tuổi, đều sống với bố mẹ trong lán gần hiện trường. Chồng tôi mới chỉ làm ở đây hơn 2 tháng, còn tôi thì mới hơn 10 ngày, hai đứa con đang ở trong lán, nhờ người ta chăm. May mà vợ chồng tôi không chết, chị Linh nói. Theo các nạn nhân thì công nhân làm việc tại công trình này đến từ nhiều địa phương, sau đợt mất việc vì dịch Covid-19, họ đi làm được ít ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết, hiện tình trạng các nạn nhân đều ổn định, sức khỏe tốt, chỉ có một số nạn nhân gãy xương nhưng mà không nguy kịch. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.